Hello, xin mến chào tất cả các bác. Hôm nay thì bên em có bóc hộp những cái bộ micro Shure UR32D. Đây là những cái dòng mic rất là hay của bên em nhé, Shure UR32D. Sản phẩm này nó sử dụng lên tới là 4 dâu anten, rất là phù hợp cho anh em karaoke gia đình, kể cả là karaoke sự kiện ngoài trời đều được. Ok chưa ạ, sóng rất là xa và khỏe, tầm 150 cho đến 200 mét khi chúng ta hát karaoke ngoài trời thì quá ok luôn. Và đặc biệt là cái tiếng mic của nó rất là nhẹ em nhé, rất là nhẹ, một trong các dòng mic đuôi chuột đó bên em đang bán rất là chạy. Đây là mẫu mic Shure 32D bản mới nhất năm 2024. Đợt này thì bên em về số lượng rất là nhiều. Ok chưa, mở hộp ra thì các bác có thể thấy này, phụ kiện đi kèm nhá, đó nó có một cái dây jack 6 ly này đó, dây jack 6 ly chúng ta có thể kết nối với vang, với mixer hoặc âm ly đều được. Và bên trong này thì nó là một cái cục nguồn anh em nhé. Cục nguồn này chạy điện auto volt. Nói chung là điện yếu điện khỏe rất là ok, chúng ta đều chơi được hết. Cái này chúng ta chạy điện từ 110V cho đến 240V được. Đó, anh em ở vùng xa xôi nếu mà điện yếu thì chúng ta vẫn có thể chơi được anh em nhé. Đó, rất là phù hợp. Và đây là hai cái chống lăn này. Đó, hai chống năm. Cái này thì nó rất là hay, là nó lên tới là 4 dâu anten cái bộ mic này. Anh em để thấy đây, 4 dâu anten. Chính vì vậy khi chúng ta lắp dâu anten vào thì sóng nó rất là xa em nhé. Hát thì nó rất là ổn định, không bị chập chờn sóng. Và đây là 4 quả pin. Pin này thì chúng ta sử dụng một lần thôi, hết thì vứt đi thôi. Ok chưa ạ? Đó, một trong cái dòng mic sử dụng lên tới 4 dâu anten. Và cái giá thành của nó thì nó lại khá là rẻ cho tất cả các bác. Ok chưa ạ? Đây là tay mic đây. Dòng mic đuôi chuột này thì rất là đẹp. Bộ mic Shure 32D này thì đây là bản mới 2024. Bên em này phân phối toàn quốc cho tất cả các bác. Nhận hàng đúng sản phẩm anh em sẽ thanh toán nhá. Ok chưa ạ? Các bác được test mic luôn. Mic Shure 32D anh em được test mic nhá. Ok chưa ạ? Rất là đẹp này, nút nguồn này. Một bộ mic rất là đẹp, hàng cao cấp luôn. Đấy. Cầm quá chất luôn, cầm rất là đầm tay nhá, cầm rất là đầm tay. Em sẽ tháo ra để cho các bác cùng xem bên trong nó có cái gì không nhá. Ở đây. Em sẽ tháo cái tay mic này ra đây. Đó, ok chưa? Bên trong thì với cái tay mic này vỉ của nó sẽ là vỉ màu tím nhá. Đó, vỉ màu tím này, bên mạch của nó màu tím hết này. Ok chưa? Anh em thấy bên trong nó sẽ là vỉ màu tím. Hàng quá chất luôn. Ok chưa? Một cái bộ mic cho các bác làm sự kiện này quá là ok luôn. Và trong cái tầm giá báo luôn cho tất cả bác chỉ có 3.200.000 đồng. Bao ship, tech, ok, thanh toán. Ok chưa? Và đầu thu đây. Đầu thu quá đẹp luôn. Đó, đầu thu thì con này thì rất là dễ dàng sử dụng thôi. Tất cả hàng khi chúng ta mua thì đều là hàng bóc hộp hết anh em nhé. Đều là hàng mới bóc hộp hết. Cho nên anh em yên tâm cái vấn đề đấy. Đấy, mở ra này. Các bác thấy không? Quá chất luôn. Mic Shure. Cái này mặt màu đen. UR32D không tắc tắt mở mặt trước. Power, ok chưa ạ? Chúng ta có thể chỉnh dò tần số bằng tay. Dò tần số tự động bằng nhấn nút sen này. Âm lượng to nhỏ bằng nút cộng trừ đây anh em nhé. Đó, hai cái nút hình tam giác này là dò tần số bằng tay được này. Ok chưa? Con này thì quá ok luôn, đẹp. Mẫu này thì cầm quá chất luôn anh em nhé. Hàng này thì giá rất là bình dân cho anh em tham khảo, 3.200.000 đồng. Ok chưa? Đó, 4 dòng ten ở đằng sau chúng ta kết nối này, kết nối vào mixer của vang. Chúng ta sẽ có hai cổng jack Kalong chuyên nghiệp và một jack cổng giữa 6 ly này. Đấy, cái cổng giữa này sẽ là jack 6 ly em nhé, còn hai bên là hai jack Kalong chuyên nghiệp. Ok chưa ạ? Chúng ta phải kết nối bằng jack Kalong chuyên nghiệp thì nó sẽ hay hơn, tiếng mic nó ổn định hơn rất là nhiều. Ok chưa ạ? Đấy. Và đây, khi bật lên em cũng để một chiếc mic UR32D thì anh em có thể thấy cái màn hình giao diện đây, nhìn nó rất là đẹp đúng không ạ? Đây là màn hình giao diện của cái bộ mic. Ok chưa ạ? Đó, đây là âm lượng to nhỏ này. Con này mà âm lượng to hết cỡ thì là 31 em nhé. Bình thường cho ta để tầm 26, 27 thôi. Đấy, anh em nên để cân hai bên. Đó, đây là volt này. Volt âm lượng đang để 27, ok chưa ạ? Đó,
nhấn nút tam giác này. Đấy, tam giác là dò tần số bằng tay, set là dò tần số tự động đây. Ok chưa? Con này thì quá ok luôn. Đây. Em sẽ bật tay mic lên alo thử tiếng mic để các bác cùng nghe nhé. Được 1 2 2 6 7. Được. Đang đứng rất là gần loa, các bác có thể thấy tiếng mic rất là dày đúng không ạ? Được 6 7 8 9. Tiếng mic rất là hay, rất là bay. Khi tần số của mic sẽ trùng với tần số của đầu thu thì nó sẽ hiển thị cái vạch pin này, anh em thấy không? Hiển thị vạch pin. Đó. Khi chúng ta nhấn cái nút tam giác này nhá thì nó sẽ bị lệch tần số này. Đó, nó sẽ bị lệch tần số đi anh em nhá. Ok chưa? Như thế này thì chúng ta không thể làm alo được đúng không ạ? Đó. Anh em mà muốn alo được nhá. Đây. Ví dụ chúng ta lấy tần số này đi. Đúng ạ? Không alo được thì chúng ta sẽ nhấn nút set này. Nhấn nút set nó sẽ chạy. Ok chưa? Đó, chạy. Và chúng ta sẽ bật màn hình tay mic lên. Đó, bật màn hình tay mic này lên. Ok chưa? Chúng ta sẽ dí màn hình tay mic này vào cái chữ IR này nhá. Là nó sẽ bắt sóng thôi. Đây, em sẽ dí vào. Đó, chúng ta để tầm vài giây. Đó, tầm 5 đến 7 giây là được. Ok chưa? Đó, như vậy là được rồi. Đó, rất là dễ sử dụng đúng không ạ? Được 1 2 6 7 8 9. Đó, nhấn tiếp cho anh em cùng xem này. Đó. Này nó khá là nhiều các chức năng. Rất là nhiều chức năng hay. Để tầm 5 đến 7 giây nhá. Đó, anh em thấy không? Là bắt được này. Được 1 2 6 7 8 9. Đó, thì cái bộ mic này thì chúng ta karaoke gia đình và sự kiện đều được. Tay mic cầm rất là đầm và rất là chắc tay. Một bộ mic rất là đẹp và rất là đáng chơi. Đấy. Ok chưa? Sóng xa tầm 150 đến 200 mét. Hát karaoke thì quá là ok luôn. Đó. Thì các bác mà quan tâm đến mẫu mic Shure đẹp như thế này có thể liên hệ trực tiếp với em. Ở video này thì em xin dừng tại đây. Các bác có thể gọi điện trực tiếp với em để được tư vấn kỹ hơn. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.